Okay. Rồi tụi em lấy hai cục bông gòn ha, bốn cục tùy cô Bình chạy mấy cục? Một cục, yes, một cục thì một cục. Rồi cái đầu bao tay. Rồi. Ok. Cái nào không xài thì để lại thấy không? Để lại phải không? Rồi. Xé cái đó ra luôn, rửa tay nhớ nha, lúc nào cũng rửa tay nha. Tay không lộ. Rồi rửa tay. Rồi cái bên đây. Bên đây đâu rồi? Chạy lấy cho cô bên đây coi này. Đó, bên đây trắng. Một cái bên đẹp, một cái đâu, nhỏ xíu. À. Một cục bông gòn thôi hả? Vâng. Một cái để chấm chấm à. Ừ.